Rồi mẹ. Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 mới Global Write On. Ok, hôm nay chúng ta làm cái bài đầu tiên Welcome Back, bài số 9 nhé. Bài số 9, trang số 9, bài cuối cùng của bài Welcome Back nhé. Ok, compile the sentences using the words in brackets. Hãy nối câu sử dụng những cái từ trong ngoặc. Ok, number 1. The volcano, núi lửa lắc dữ dội. Ok, the lava erupted from the top. Lava xô vun trào từ trên đỉnh. Vậy thì chúng ta sử dụng cái từ cái liên từ and đó để nối hai cái mệnh đề này với nhau. Thì ở đây chúng ta để and vào giữa thôi. Núi lửa phun trào dữ dội, quên, núi lửa rung lắc dữ dội và lava dung nham đó phun trào từ trên đỉnh xuống. Vậy the volcano shook strongly and the lava erupted from the top. Câu số 2, chúng tôi có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở New Zealand. Trời mưa, mặc dù trời mưa, lúc nào cũng mưa, all the time, mọi lúc, lúc nào cũng mưa. Ok, vậy thì chúng ta có sử dụng cái từ although. Cái từ although dịch là mặc dù nha. Chúng ta bỏ although vào giữa. Chúng tôi đã có một great holiday, một kỳ nghỉ tuyệt vời ở New Zealand. Mặc dù although it's rain all the time. Câu số 3, I got home from the dinner. Tôi về nhà sau từ bữa tối. Tôi gửi một cái lời cảm ơn tới chủ nhà của tôi. Vậy là sau khi tôi về nhà, sau khi after là sau khi tôi got home, tôi về nhà from the dinner. Thì tôi bạn sử dụng dấu phẩy nhé. Send thank you a thank you note to my host. Câu số 4, so là vì thế. George lost his house in the earthquake. Lost là mất. George đã mất ngôi nhà trong cái trận động đất, earthquake, động đất. Ông anh ấy đang ở với gì của anh ấy? Dạo này anh ấy đang ở với gì? Ok, vậy thì chúng ta bỏ cái sâu vào giữa thôi. George lost his house in the earthquake. Vậy nè. So he is staying with his aunt these days. Câu số 5, Anna đã đi thăm đảo, côn đảo. Cô ấy đã đi du lịch Việt Nam vào năm ngoái nha. Chúng ta sẽ bỏ cái từ when vào giữa. Anna visited the côn đảo island. Mình đọc đi the côn đảo islands. When she travel to Việt Nam last year. Sang câu số 6, she decorated her house with flowers. Cô ấy đã trang trí nhà cửa với hoa. Khách hàng của cô ấy đã đến bữa tiệc. Vậy là trước khi khách hứa tới bữa tiệc, chúng ta sẽ để cái từ before là trước khi vào giữa câu. She decorated her house with flower before her guest arrived at her party. Sang câu số 7, because là bởi vì. Paul đã không đi ra ngoài vào cuối tuần trước. Anh ấy phải chuẩn bị cho bài thuyết trình nhé. Bởi vì bỏ vào giữa nha. Paul didn't go out last weekend because he had to prepare for his presentation. Sang câu số 8, sau bài học thì học sinh có thực hành bóng đá hoặc là họ có thể tham gia câu âm nhạc, lớp học âm nhạc. Vậy after
the lesson. Student can have football. Frosted. Or choice a music class. Hoặc là đi tham gia một cái lớp học âm nhạc. Rồi 8 câu và bài số 9 của chúng ta tạm dừng tại đây.